tế dạy Trung Quốc khác thế nào với tế dạy Việt Nam. Xin chào mọi người, mình là Phương. Đầu năm chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Mỗi tỉnh của Trung Quốc sẽ có phong tục đón Tết khác nhau. Mình sẽ kể cho mọi người nghe về nơi mình đang sống là thành phố Chun Y, Quý Châu, Trung Quốc. Trước Tết một tháng, mọi người đã chuẩn bị đón Tết bằng việc mổ lợn, làm thịt gác bếp, lạp xưởng gác bếp. Đây là món ăn truyền thống mà không thể thiếu được trên mỗi bàn tiệc ở Trung Quốc. Từ ngày 23 tháng Chạp, một vài gia đình đã bắt đầu dọn dẹp cúng bái, nhưng mình thấy hầu như tục lệ cúng bái ở Trung Quốc đã không còn nhiều nữa. Nếu gia đình có đông họ hàng thì sẽ bắt đầu tổ chức tiệc năm mới vào ngày 26. Ở Việt Nam gọi là tiệc tất niên, nhưng ở Trung Quốc gọi là tiệc năm mới. Nhà nào cũng làm tiệc lớn với rất nhiều món ăn, đặc biệt là phải có món cá. Cá trong tiếng Trung phát âm là dúi, dúi cũng có nghĩa là dư thừa. Trên bàn tiệc có món cá thì mong ước một năm có của ăn của để. Ăn uống xong thì mọi người sẽ bắt đầu chơi mặt trượt, người già và trẻ nhỏ đều có thể chơi. Đây là một trò chơi truyền thống của người Trung Quốc, hầu như nhà nào cũng trang bị một bàn đánh mặt trượt. Người ta có thể chơi mặt trượt thâu đêm suốt sáng. Trẻ con sẽ được nhận bao lì xì trong bữa tiệc này mặc dù chưa qua năm mới. Trong đêm tiệc này có người phải tiêu hết một tháng lương cho tiền lì xì. Trong đêm giao thừa, mọi người sẽ tự mua pháo để chơi. Pháo được bắn rất nhiều. Ở chỗ mình, pháo được bắn liên tục trong 2 tiếng đồng hồ. Việc này đã trở nên quen thuộc nên trẻ con đã không còn cảm giác hào hứng để xem nữa. Có nhiều người cảm thấy phiền vì quá ồn và nhiều khói. Mùng 1 đầu năm, cả gia đình sẽ cùng nhau đi viếng mộ, dọn dẹp vệ sinh, thắp nhang, đốt pháo. Khi viếng mộ, người ta sẽ xem nhà nào mua nhiều pháo hơn, đốt lâu hơn. Vì không muốn mất mặt nên nhà nào cũng mua rất là nhiều pháo, mặc dù ban ngày đốt pháo cũng không thấy được gì. Từ mùng 2, các gia đình sẽ về quê ngoại để chúc Tết. Một điều đặc biệt ở năm 2023, ở Việt Nam năm Mão là năm con mèo, nhưng ở Trung Quốc lại là năm con thỏ. Mọi người có biết tại sao không? Nếu mọi người biết hãy để lại bình luận cho mình nha.